Chị thân mến, thừa cân béo phì khiến cho cơ thể trở nên quá khổ, và đặc điểm chung của những người thừa cân béo phì đó chính là tâm lý tự ti, căng thẳng và thiếu tự tin trong giao tiếp. Bên cạnh đó thì các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày cũng kém linh hoạt hơn hẳn. Và do đó dẫn đến một sự nôn nóng muốn được ốm nhanh, đẹp nhanh, càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, việc giảm cân một cách không kiểm soát và sai cách đã dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vậy thì người thừa cân béo phì nên áp dụng những biện pháp để giảm cân như thế nào cho đúng, an toàn và hiệu quả nhất? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận trong chuyên mục Talk Show của Tiêu Dùng 24/7. Quý vị thân mến, đến tham dự chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu cùng quý vị Thạc sĩ bác sĩ Trần Nhật Minh, bác sĩ chuyên khoa nội tổng quát. Chào MC Quyên Minh, chào quý vị khán giả. Và người kế bác sĩ Minh là chị Giang Thái, giám đốc truyền thông của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Lady Care. Xin chào MC, xin chào bác sĩ Nhật Minh và xin chào các khán giả đang theo dõi chương trình Tiêu Dùng 24/7. Và hy vọng là ngày hôm nay với cuộc chia sẻ của chúng ta thì quý vị khán giả sẽ nhận được những thông tin vô cùng hữu ích xoay quanh chủ đề này. Dạ, đầu tiên thì bác sĩ Minh đây có thể cho em hỏi về nguyên nhân dẫn đến tình trạng thừa cân béo phì được không ạ? Nói về nguyên nhân của thừa cân béo phì thì chúng ta hiểu một cái đơn giản, đó chính là chúng ta đưa vào cái lượng calo trong cơ thể quá nhiều, mà cái việc mà chúng ta đào thải hay là chúng ta tiêu thụ nó thì lại ít hơn. Đơn giản như những cái nguyên nhân mà thường gặp như là lười vận động, hoặc là chúng ta có một cái chế độ ăn nó không hợp lý như quá nhiều carbohydrate hoặc quá nhiều lipid trong bữa ăn. Bên cạnh những cái nguyên nhân do chế độ ăn thì có những cái nguyên nhân do những cái chuyển hóa, những cái bệnh lý, ví dụ như là những cái bệnh lý về hội chứng chuyển hóa, bệnh lý đái tháo đường và những cái bệnh lý liên quan tới tuyến nội tiết như tuyến yên hoặc là tuyến giáp. Thì ngoài ra còn một cái nguyên nhân béo phì mà chúng ta cũng có nghe nói đến nhưng mà ít hơn, đó là do gen. Dạ, xin cảm ơn câu trả lời của bác sĩ. Chúng ta có thể thấy là có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thừa cân béo phì, có cả nguyên nhân về di truyền đúng không bác, và cả cái nguyên nhân về lối sống của chúng ta nữa. Nhưng mà không biết là cái tình trạng này thì nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe? Về cái tình trạng mà khi mà thừa cân béo phì thì chúng ta cứ sẽ suy nghĩ đơn giản, khi mà cân nặng chúng ta tăng lên đồng nghĩa với những cái cơ hay là những chi dưới chúng ta, tức là hai chân chúng ta sẽ phải chịu lực nhiều hơn. Thì lúc đó những cái bệnh lý ví dụ như là si van tĩnh mạch sẽ xuất hiện, những cái bệnh lý về khớp ví dụ như là thoái hóa khớp nó sẽ tiến triển xuất hiện nhanh hơn. Và bên cạnh đó thì có thể là những cái bệnh lý mà chúng ta hay nghe nói liên quan tới việc mà tăng lipid máu, như là những cái bệnh lý về tim mạch, đột quỵ, là những cái nguyên nhân mà nó gây tử vong hàng đầu. Câu hỏi thứ hai thì Nguyên Minh xin được đặt ra cho chị Giang Thái. Sở dĩ ngày hôm nay là mời chị đến đây là đại diện của công ty Lady Care, vì đây là một trong những công ty sản xuất ra những cái sản phẩm mà làm đẹp cho người tiêu dùng và cũng tốt cho sức khỏe nữa. Vậy thì Lady Care sẽ giải quyết cái vấn đề này cho người tiêu dùng như thế nào đây chị? Thực ra thì cũng giống như là bác sĩ Minh chia sẻ đó, thì Giang Thái và cũng như là Lady Care nhận biết được là cái việc mà những cái người thừa cân béo phì họ phải chịu áp lực như thế nào. Thứ nhất là họ sẽ bị gọi là bị phản ánh về cái ngoại hình của họ, họ sẽ rất là tự ti cả về thể chất lẫn tinh thần của họ, có thể là dẫn đến cái tình trạng về sức khỏe như là bác sĩ Minh nói. Và khi mà Giang Thái nhận ra được là chúng ta cần phải làm một cái gì đó để giúp đỡ những người đang trong cái giai đoạn bị thừa cân béo phì mà họ không có khả năng đi tập gym, họ cũng không có cái động lực nào để giảm cân, thì họ có thể sử dụng những cái sản phẩm mà nó chiết xuất từ thiên nhiên, là nó an toàn cho sức khỏe và nó có thể phù hợp với lại cái giá thành, cái túi tiền của họ đó, để họ có thể là sử dụng lâu dài. Thì Giang Thái mới cho ra đời cái dòng là Bora Slim. Thì cái này là nó sẽ theo một cái là công nghệ thủy phân bốc tách chất béo, nó sẽ hạn chế gọi là những cái hạn chế những cái chất béo, và nó sẽ phân hủy chất béo ngay trong thức ăn luôn, thì nó sẽ hạn chế được cái tình trạng là bị hấp thụ chất béo khi mà chúng ta ăn uống quá liều. Trước đây cái thân hình tôi quá khổ, cho nên là tôi cảm thấy rất là căng thẳng, mệt mỏi, nhiều khi là cảm thấy mặc cảm, tự ti với bản thân. Sau đó là tôi quyết định là phải giảm cân. Thì sau quá trình tìm hiểu thì tôi biết được là viên sủi giảm cân Bora Slim được nhiều khách hàng sử dụng và có một cái phản hồi rất là tốt, cho nên là tôi quyết định sử dụng cái sản phẩm này. Bora Slim là có những cái thành phần tự nhiên như là quả bứa, lá sen, cao trà xanh và hoa đậu biếc, là những cái thành phần tự nhiên mà có khả năng đốt cháy chất béo một cách rất là hiệu quả. Cho nên là trong cái việc giảm cân của tôi cảm thấy rất là dễ chịu, không cần phải ăn kiêng quá nhiều hoặc là tập thể dục quá sức, nhưng mà tôi vẫn giảm cân được.
Sau 2 tuần sử dụng thì tôi đã giảm được 4 kg. Bây giờ thì tôi đã có thể là mặc những cái bộ đồ đẹp để tự tin đi cùng với bạn bè và nhất là ông xã của tôi. Có thể thấy việc sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ tự nhiên trong việc hỗ trợ cải thiện vóc dáng ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng, lựa chọn. Tuy nhiên, các chị em cần phải có chế độ ăn uống, tập luyện khoa học để duy trì vóc dáng cân đối, ổn định và lâu dài. Dạ, thưa bác sĩ Minh, qua đoạn video clip vừa rồi chúng ta có thể thấy là viên sữa giảm cân Puraslim có tác dụng rất là hiệu quả trong việc đánh bay mỡ thừa của chị em. Vậy thì không biết là bác sĩ đánh giá như thế nào về thành phần của Puraslim ạ? Sau khi mà quý vị khán giả cùng bác sĩ Minh và Quyên Minh và Trang xem video đó, thì mình thấy đầu tiên một cái tác dụng rất là hay của Puraslim đó là cái công nghệ, tức là công nghệ thủy phân. Thì bên cạnh cái công nghệ thủy phân chất béo đó, nó sẽ giúp cho cái việc mà giảm hấp thu chất béo. Thì những cái thành phần trong Puraslim mà sau khi mà được giới thiệu thì bác sĩ Minh thấy nó có rất là nhiều tác dụng trong cái việc mà giúp chúng ta giảm cái lượng chất béo tiêu thụ, hấp thụ vào cơ thể nữa. Đó là ví dụ như là chiết xuất từ trà xanh. Thì trong trà xanh nó có thành phần là caffeine, mà điển hình thì caffeine như chúng ta đã biết là nó sẽ tham gia vào cái việc là đốt cháy chất béo, cũng giống như là tăng cái việc mà hoạt động thể dục nó sẽ tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó thì cái thành phần thứ hai mà không thể nào thiếu trong cái việc mà giúp chúng ta giảm cân đó là cà phê. Hay trong Puraslim mình có chiết xuất cà phê. Tác dụng của cà phê nó giúp là ngăn chặn cái việc hấp thu chất béo, tăng cái việc mà hoạt động đốt cháy lượng mỡ thừa, cũng giống như là tăng cái việc tiêu thụ calo. Bên cạnh đó thì một cái chiết xuất mà bác sĩ Minh rất là thích đó là Radicchio từ quả bứa. Thì trong đó nó có cái thành phần là HCA, tức là hydroxycitric acid. Thì bản chất cái thành phần này đã được nghiên cứu trong cái việc mà ngăn cản cũng giống như kiềm hãm cái việc chuyển hóa từ đường thành mỡ, và nó sẽ giúp tăng cái việc mà dự trữ glycogen ở trong gan và cơ. Vậy thì tóm lại là chị em phụ nữ nên lựa chọn sản phẩm giảm cân như thế nào, theo những tiêu chí nào với bác sĩ? Khi mà chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm giảm cân, hoặc là nói chung là những cái thực phẩm mà thiên về thực phẩm chức năng á, thì chúng ta nên chọn những cái sản phẩm mà có thứ nhất là thương hiệu, cái thứ hai là nguồn gốc sản phẩm có phải là chiết xuất 100% từ thiên nhiên, ví dụ như là giống như Puraslim không, cái thứ ba là cái hiệu quả, cái ưu thế của sản phẩm đó là nó có giúp chúng ta là đào thải được độc tố hay không, hay cái thứ hai nó có giúp chúng ta tăng cường được cái vitamin hay khoáng chất trong cơ thể chúng ta không, cái thứ ba nó có giúp cho chuyển hóa của cơ thể chúng ta tốt lên không đó. Rồi tiếp theo là về cái bảo quản của sản phẩm và cái quan tâm, tức là cái sự chăm sóc khách hàng sau đó của cái sản phẩm đó như thế nào. Theo như cái đoạn video clip thì chúng ta cũng thấy là Puraslim rất được ưa chuộng bởi chị em phụ nữ. Vậy thì bây giờ chị Giang Thái mình có thể chia sẻ sâu hơn về lợi thế cạnh tranh của Puraslim nào? Khi mà đưa cái sản phẩm Puraslim này ra thị trường thì Giang Thái rất là bất ngờ, bởi vì nó nhận được rất là nhiều sự quan tâm của các chị em phụ nữ. Và nói về cái gọi là cái lợi thế cạnh tranh như mà Uyên Minh hỏi Giang á, thì tất cả, thứ nhất là về cái thành phần, thì tất cả những cái thành phần của Puraslim là được chiết xuất từ thiên nhiên hết, cho nên là ngay cả các chị em nào mà gọi là cái cơ địa rất là nhạy cảm đi, và dù là cái cơ địa nó có nhạy cảm cỡ nào cũng có thể sử dụng được cái sản phẩm này, và nó sẽ hoàn toàn không gây bất cứ một cái tác dụng phụ gì cả, nó an toàn tuyệt đối luôn. Thêm một cái nữa là về cái gọi là cái dây chuyền sản xuất, nó đạt chuẩn GMP nè, và nó là theo cái công nghệ của Hàn Quốc hết. Và cái công nghệ đó là cái công nghệ gọi là thủy phân bốc tách chất béo. Thì với cái công nghệ này á, thì nó sẽ hạn chế chất béo hấp thụ vào cơ thể trong thức ăn luôn. Nên là chúng ta sẽ hạn chế được tối đa cái việc mà chúng ta hấp thụ chất béo vào cơ thể, và qua đó sẽ giúp các chị em của chúng ta gọi là giảm cân nhanh hơn và an toàn hơn. Và cái sứ mệnh của Giang á, là Giang muốn là sẽ đem những cái sản phẩm tốt như vậy để giúp các chị em phụ nữ có thể là cải thiện được cái sắc vóc của mình, trả lại cho các chị em cái vẻ đẹp thuần túy nhất và thuần khiết nhất. Xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Minh và cũng như là chị Giang. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.